Xin chào các bạn, và như chúng ta đã biết thì còn rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến việc là điện thoại của chúng ta sẽ mất cảm ứng. Có thể là do vô tình bị vào nước này, bị chèn ép trong túi quần hoặc là ngồi lên trong thời gian dài và thậm chí là bị rơi xuống đất. Tuy nhiên, nếu như thiết bị của bạn không bị bất kỳ một cái tác động vật lý nào mà điện thoại của bạn vẫn mất cảm ứng thì có thể đây là do lỗi của sản phẩm phần mềm. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cách để có thể xử lý nếu như chiếc điện thoại của bạn bị mất cảm ứng, và chúng ta bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên đó là chúng ta hãy khởi động lại thiết bị Android của bạn. Chiếc điện thoại nói riêng cũng như là các loại thiết bị điện tử nói chung khác, khởi động lại máy là cách nhanh nhất để chúng ta có thể khắc phục bất kỳ một cái tình trạng nào, không chỉ là điện thoại mất cảm ứng. Và sau khi khởi động lại máy thì thiết bị của các bạn sẽ có thể là khởi động lại chạy toàn bộ chương trình phần mềm và hệ điều hành. Từ đó thì nó có thể tự động khắc phục nhanh lỗi điện thoại mất cảm ứng. Và để có thể khởi động lại thiết bị Android thì các bạn hãy nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi màn hình chuyển sang màu đen. Và sau một vài phút thì hãy giữ nút nguồn để có thể bật lại điện thoại. Và rất có thể là điện thoại của các bạn sẽ hoạt động lại bình thường và lỗi màn hình cảm ứng sẽ được fix ngay. Và thứ hai, chúng ta hãy tháo thẻ nhớ và thẻ SIM. Đôi khi thì thẻ nhớ và thẻ SIM có thể là nguyên nhân gây đến cái lỗi điện thoại bị mất cảm ứng. Và nếu như các bạn khởi động lại máy mà vẫn bị thì có thể nguyên nhân là do đây. Đầu tiên thì các bạn tắt nguồn hoàn toàn thiết bị bằng cách đó là giữ nút nguồn và chọn tắt máy. Và kế đến thì hãy mở nắp phần lưng nếu khe SIM và thẻ nhớ của bạn nằm ở vị trí này, hoặc là dùng que chọc SIM để lấy thẻ SIM và thẻ nhớ ra. Và khởi động lại thiết bị và xem là vấn đề này có hết hay không. Và nếu rồi thì các bạn hãy tắt nguồn, lắp lại thẻ nhớ và thẻ SIM, rồi mở điện thoại lên và sẽ sử dụng như bình thường nhé. Thứ ba, chúng ta hãy reset lại máy để có thể sửa lỗi điện thoại bị mất cảm ứng. Nếu như màn hình cảm ứng của các bạn hoàn toàn bị tê liệt này thì các bạn nên thử qua cách đó là reset lại máy để có thể fix lại lỗi này. Và các bạn có thể sử dụng tính năng đó là Factory Reset để xóa toàn bộ những ứng dụng và dữ liệu trên máy. Và rất có thể là những cái phần mềm của bên thứ ba đã gây ra lỗi điện thoại mất cảm ứng này. Và do đó thì việc cài đặt lại chúng sẽ có thể giải quyết được vấn đề này. Và đầu tiên thì các bạn nên sao lưu backup lại dữ liệu của mình lên tài khoản Google. Sau đó thì vào Setting, chọn Backup and Reset và chọn Factory Reset. Và lúc này thì thiết bị của các bạn sẽ tắt và vào chế độ đó là Reset. Và các bạn kiên nhẫn chờ trong khoảng 10 phút để quá trình cài đặt có thể hoàn thành. Và điện thoại của bạn lúc bây giờ thì có thể sẽ trở về trạng thái mới như mới xuất xưởng, mới tinh và có thể chạy nhanh vù vù. Lỗi điện thoại mất cảm ứng cũng sẽ được fix ngay nếu nguyên nhân lỗi này nằm ở phần hệ thống và phần mềm. Và lưu ý là nếu như các bạn đã thử qua cả 3 cách trên nhưng mà vẫn còn lỗi điện thoại bị mất cảm ứng thì có lẽ là các bạn đã gặp trục trặc ở phần cứng. Do đó thì các bạn hãy đem ngay chiếc máy của mình đến trung tâm sửa chữa điện thoại uy tín để có thể nhờ các kỹ thuật viên hỗ trợ cho các bạn nhé. Vậy là vừa rồi thì mình đã chỉ ra cho các bạn những cách để chúng ta có thể làm khi mà điện thoại của chúng ta mất cảm ứng. Và các bạn thấy như thế nào, hay là các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy cùng nhanh tay comment ở phía dưới bình luận để chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Và đừng quên đó là hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.